Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với lớp học trực tuyến lớp 1 môn tiếng Việt. Cô mời tất cả các bạn quan sát lên trên màn hình. Khi quan sát các bạn thấy trong hình vẽ cảnh ngôi nhà của một bạn nhỏ và bạn nhỏ cùng em của mình đang đứng trước ngôi nhà đó thì chắc hẳn ai cũng có một ngôi nhà dành cho riêng mình. Và hôm nay cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem ngôi nhà của bạn nhỏ trong bài như thế nào nhé. Và bài tập đọc hôm nay cô và các bạn cùng nhau học đó chính là bài Ngôi nhà. Các bạn sẽ luyện đọc 3 lần. Lần thứ nhất các bạn sẽ lắng nghe cô đọc mẫu, sau đó các bạn đọc to và rõ ràng lại. Lần thứ hai các bạn sẽ đọc vừa đủ nghe còn lần thứ ba thì các bạn sẽ đọc thầm nhé bây giờ cô mời tất cả các bạn hướng mắt nhìn lên màn hình nghe cô đọc mẫu bài ngôi nhà lần thứ nhất nhé khi đọc các bạn chú ý đầu tiên chúng ta sẽ đọc tên tựa bài và sau khi đọc xong thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ đọc tên tác giả nhé ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước bốn mùa chim ca tô hà thì ở các bài học thơ trước thì các bạn đã được nghe các cô hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi khi mà mình đọc thơ rồi đúng không nè thì bây giờ cô sẽ cùng các bạn đọc to và rõ ràng lại à, để chúng ta cùng ngắt và nghỉ hơi cho chính xác nhé bây giờ các bạn hãy cùng đọc chung với cô nào ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước bốn mùa chim ca tô hà bây giờ cô mời tất cả các bạn cùng luyện đọc lại lần thứ hai cô mời tất cả các bạn đọc lần thứ hai Tôi mời tất cả các bạn luyện đọc lần thứ ba. rất là tốt. Nãy giờ cô lắng nghe thấy các bạn đọc rất là to, rõ, cũng như là ngắt nghỉ hơi ở từng câu thơ rất là chính xác. Cô có lời khen tất cả các bạn nhé. Trong lúc lắng nghe các bạn đọc bài thì cô quan sát thấy chúng ta có một số từ khó mà chúng ta cần à, cô giải thích nghĩa từ cho các bạn hiểu, cũng như là luyện đọc. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc lại à, bài ngôi nhà cũng như là phát hiện ra những từ khó nhé ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước bốn mùa chim ca tô hà các bạn quan sát đây là những cái từ khó mà sau đây cô sẽ giải thích nghĩa từ cho các bạn hiểu cũng như là luyện đọc những từ khó này nhé các bạn quan sát bên trên màn hình đây chính là cây xoan à, và cây xoan là là một cây thân gỗ nhỏ thay lá hàng năm và nó có hoa hoa xoan thì có 5 cánh sắc tía nhạt hoặc màu tím hoa cà một thành chùm và có hương thơm các bạn quan sát trên màn hình đây chính là cây xoan cũng như là hình chụp gần của hoa xoan. Các bạn quan sát thấy rất là đẹp. Tiếp tục quan sát trên màn hình thì cô sẽ giải thích nghĩa từ ngõ cho các bạn được hiểu. Ngõ chính là một cái đường nhỏ hẹp trong làng xóm hoặc là phố phường thì con đường nó rất là nhỏ thôi. À, người ta thường hay nói là nhà ở ngay đầu ngõ có nghĩa là nhà ở ngay đầu à, một cái phần à, con đường nhỏ thì các bạn quan sát bức tranh đầu tiên thì đây chính là một cái cái đường ngõ ở vùng miền núi còn cái tiếp thì các bạn thấy đây là một cái đường ngõ ở vùng miền quê hai bên có trồng hoa à, tre trúc và đây chính là à, con đường làng à, ở đây thì có hình ảnh à, một người mẹ đang dẫn con mình à, đang gánh và những cái gánh lúa trên cái đường ngõ làng này để về nhà tiếp tục nữa thì các bạn quan sát thấy đây chính là một cái ngõ ở ở thành phố thì chúng ta thấy là đa phần ngõ chính là những cái con đường nhỏ hẹp ở trong làng sớm bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc những từ khó lúc nãy cô và các bạn đã phát hiện trong bài nhé từ đầu tiên đó chính là từ Hàng xoan. Trong từ hàng xoan, cô lưu ý các bạn trong tiếng xoan có vần o, a, n, oan. Khi đọc các bạn nhớ tròn miệng để phát âm đúng vần oan nhé. Bây giờ cô mời tất cả các bạn lắng tay nghe cô đọc lại từ này một lần nữa. Hàng xoan. Cô mời tất cả các bạn lặp lại từ này. Rất là tốt. Từ kế tiếp, cô muốn các bạn luyện đọc đó chính là từ sao xuyến trong từ sao xuyến thì trong tiếng xuyến cô lưu ý các bạn đó là vần u i e n uyên các bạn chú ý khi đọc chúng ta cũng sẽ phát âm à, tròn miệng để phát âm chính xác vần uyên nhé các bạn cô mời tất cả các bạn lắng tay nghe cô đọc từ này lại một lần nữa nhé sao xuyến cô mời tất cả các bạn lặp lại từ này rất là tốt từ kế tiếp cô muốn các bạn luyện đọc đó chính là từ lạnh lót. Trong từ lạnh lót à, các bạn chú ý trong tiếng lạnh thì có vần vần anh a nhờ anh và dấu hỏi nhé các bạn. Trong tiếng lót thì các bạn chú ý cho cô đó là vần o t o à, các bạn nhớ đọc và phát âm to rõ chính xác vần ót cho cô nha. Bây giờ cô mời tất cả các bạn lắng tay nghe cô đọc mẫu lại từ này một lần nữa nhé. Lạnh lót. Cô mời tất cả các bạn lặp lại từ này rất là chính xác à, cô mong rằng là các bạn hãy chú ý chúng ta phải đọc bài to rõ cũng như là phát âm chính xác à, các vần trong các từ mà mình cần luyện đọc nhé từ kế tiếp cô muốn các bạn luyện đọc đó chính là từ thơm phức trong từ thơm phức chú ý cho cô trong tiếng phức có vần ư cờ ức các bạn nhớ chú ý nha rồi bây giờ các bạn hãy lắng tai nghe cô đọc mẫu lại từ này một lần nữa nhé thơm phức mời tất cả các bạn đọc lại từ này. Rất là chính xác. Từ kế tiếp, cô muốn các bạn luyện đọc đó chính là từ mọc mạc. Trong từ mọc mạc, trong tiếng mạc, các bạn chú ý cho cô vần A cờ ác nhé. Bây giờ các bạn hãy chú ý lắng tai nghe cô đọc lại từ mọc mạc một lần nữa nhé. Mọc mạc. Cô mời tất cả các bạn đọc lại từ này cho cô nào. rất là chính xác Bây giờ cô sẽ đọc mẫu lại tất cả những từ khó này mỗi một lần nữa Sau đó cô sẽ mời tất cả các bạn đọc lại một lần nữa nhé Cô mời tất cả các bạn lắng nghe Hàng xoan Sao xuyến Lạnh lót Thơm phức Mọc mạc Cô mời tất cả các bạn luyện đọc lại những từ ngữ khó này Cô mời tất cả các bạn đọc rất là chính xác các bạn đọc bài rất là to rõ và cô có lời khen tất cả các bạn nhé và các bạn hãy chú ý những từ này để tí hồi cô và các bạn sẽ luyện đọc thật chính xác hơn nhé bây giờ các bạn hãy luyện đọc câu chung với cô nhé quan sát lên màn hình đây chính là bài ngôi nhà và trên màn hình hiện tại cô đã cắt có các ký hiệu nhắc cũng như là nghỉ hơi rồi bây giờ cô và các bạn sẽ luyện đọc từng câu thơ và sau khi luyện đọc xong từng câu thơ thì cô có một câu hỏi dành cho các bạn và đó chính là cái bài thơ ngôi nhà này có tất cả bao nhiêu câu thơ nhé các bạn lưu ý bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu thơ nhé chú ý bạn nào đọc câu thơ đầu tiên thì các bạn sẽ đọc luôn tên tựa bài bạn nào đọc câu thơ cuối cùng thì các bạn chú ý sẽ đọc luôn tên tác giả các bạn nhớ chưa nào các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ lần lượt luyện đọc tất cả các câu thơ trong bài. Câu đầu tiên, ngôi nhà em yêu nhà em. Cô mời tất cả các bạn lặp lại. Rất là tốt. Tiếp tục. Câu thứ hai, hàng xoan trước ngõ. Cô mời tất cả các bạn lặp lại. Rất là tốt. Câu thứ ba Hoa sao xuyến nở Cô mời tất cả các bạn lặp lại Rất là tốt Câu thứ tư Như mây từng chùm Cô mời tất cả các bạn lặp lại Rất là chính xác Tiếp tục Cô và các bạn đi đọc câu thứ năm Em yêu tiếng chim Cô mời tất cả các bạn lặp lại Rất là tốt. Cô và các bạn tiếp tục luyện đọc câu thứ 6. Đầu, hồi, lạnh, lót. Cô mời tất cả các bạn đọc lại. Rất là tốt. Câu số 7. Mái, vàng, thơm, phức. Cô mời tất cả các bạn đọc lại. Rất là to, rõ và chính xác. Các bạn cứ tiếp tục đọc bài to và rõ như vậy nha. Tiếp tục cô và các bạn cùng luyện đọc câu thứ 8. Rạ đầy sân phơi. Cô mời tất cả các bạn lặp lại. Tiếp tục câu thứ 9. Em yêu ngôi nhà. Rất là tốt. Câu thứ 10. Gỗ tre mọc mạc. Rất là tốt. Câu thứ 11. Như yêu đất nước. Cô mời tất cả các bạn lặp lại. Cô mời tất cả các bạn đọc câu thứ 12. Bốn mùa chim ca tô hà. Cô mời tất cả các bạn lặp lại. Rất là chính xác. Vậy sau khi luyện đọc xong từng câu thơ của bài thơ Ngôi nhà thì bạn nào có thể cho cô biết là trong bài thơ Ngôi nhà này có tất cả bao nhiêu câu thơ? Đúng rồi, trong bài thơ Ngôi nhà này có tất cả 12 câu thơ, đó chính là 12 câu thơ mà cô và các bạn đã cùng nhau luyện đọc đó. Các bạn trả lời rất là chính xác, cô có lời khen tất cả các bạn nha. Sau khi luyện đọc từng câu thơ thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc các khổ thơ trong bài nhé. Cô mời tất cả các bạn quan sát lên trên màn hình. Đây chính là bài thơ Ngôi Nhà mà nãy giờ cô và các bạn đã luyện đọc. Thì bây giờ cô đối với các bạn, trong bài thơ Ngôi Nhà này có tất cả bao nhiêu khổ thơ? Đúng rồi, trong bài thơ ngôi nhà này có tất cả là ba khổ thơ. Vậy tại sao bạn biết được trong trong bài thơ ngôi nhà này là có ba khổ thơ? Đúng rồi, đó là các bạn quan sát đó là cách kết thúc từng khổ thơ cũng như là cách trình bày của của tác giả rất là hay. Thì các bạn biết là mỗi khổ thơ trong bài thơ ngôi nhà này thì thường có bốn à, câu và các bạn quan sát thấy thì ví dụ như ở khổ thơ đầu tiên em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm các bạn thấy là kết thúc khổ thơ thứ nhất thì tác giả sử dụng dấu chấm và để qua khổ thơ thứ hai thì chúng ta thấy tác giả có chừa chừa một hàng để phân biệt giữa khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót mái vàng thơm phức rã đầy sân phơi tiếp tục là một dấu chấm để kết thúc khổ thơ thứ hai từ khổ thơ thứ hai sang khổ thơ thứ ba chúng ta thấy tác giả chúng ta cũng chừa một hàng à để bắt đầu khổ thơ thứ ba em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước bốn mùa chim ca tô hà Rồi kết thúc khổ thơ thứ ba thì chúng ta thấy tác giả cũng sử dụng dấu chấm và kết thúc bài đó chính là tên tác giả của bài thơ đó chính là tô hà vậy thì cô nhắc lại trong bài thơ ngôi nhà này có tất cả là ba khổ thơ như các bạn đã trả lời các bạn trả lời rất là chính xác cô có lời khen tất cả các bạn bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ nhé bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các bạn và các bạn sẽ lặp lại cho cô tương tự như đọc câu thì bạn nào đọc khổ thơ thứ nhất đó là khổ thơ đầu tiên thì các bạn nhớ cũng sẽ đọc tên tựa bài giúp cô. Bạn nào đọc khổ thơ thứ ba cũng như là khổ thơ cuối cùng của bài thơ ngôi nhà thì các bạn sẽ đọc tên tác giả giúp cô nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ nhất nhé. Ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm thì khi quan sát lại màn hình thì bây giờ cô cũng đã hiện lên cách ngắt và nghỉ hơi lại cho các bạn quan sát để các bạn đọc cho chính xác Cũng như là cô đã tô màu khổ thơ thứ nhất Bây giờ cô mời tất cả các bạn lặp lại khổ thơ thứ nhất giúp cô nào Các bạn chú ý nhớ đọc to và rõ nhé Cô mời tất cả các bạn đọc khổ thơ thứ nhất Rất là tốt. Cô có lời khen tất cả các bạn. Bây giờ các bạn hãy lắng tai nghe cô đọc mẫu khổ thơ thứ hai và lặp lại nhé. Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót, mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi. Cô mời tất cả các bạn lặp lại khổ thơ thứ hai. Rất là tốt. Tiếp tục, bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ ba. Nhớ là sau khi đọc xong khổ thơ thứ ba thì chúng ta cũng sẽ đọc luôn tên tác giả như các bạn. Em yêu ngôi nhà, gỗ tre mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca, tô hà. Cô mời tất cả các bạn đọc lại khổ thơ thứ ba. Rất là tốt. À, sau khi lắng tay nghe các bạn luyện đọc từng khổ thơ của bài thơ ngôi nhà thì cô thấy là nãy giờ các bạn đọc rất là có tiến bộ cũng như là cách ngắt và nghỉ hơi ở từng câu thơ và đọc mỗi câu thơ rất là trôi chảy à, chú ý là khi đọc bài thì các bạn cần diễn đạt cảm xúc của mình vào bài thơ để cho đọc bài thật là hay hơn nhé các bạn tiếp tục thì bây giờ à, các bạn hãy cùng cô luyện đọc toàn bài thơ ngôi nhà này một lần nữa nhé quan sát lên trên màn hình thì hiện tại cô đã có bài thơ ngôi nhà hoàn chỉnh cũng như là có cách hướng dẫn ngắt cục nghỉ hơi rồi bây giờ cô mời tất cả các bạn hãy cùng cô luyện đọc bài thơ ngôi nhà nhé ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ hoa sao xuyến nở như mây từng chùm em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước bốn mùa chim ca tô hà bây giờ cô mời tất cả các bạn luyện đọc lại bài ngôi nhà cô mời tất cả các bạn đọc À, các bạn đọc bài rất là tốt cô có lời khen tất cả các bạn nhé luyện đọc nãy giờ chắc các bạn cũng đã mệt rồi à, thì các bạn hãy à, dừng lại thư giãn cùng với cô uống một tí nước cũng như là rời mắt khỏi màn hình một chút xíu để chúng ta thư giãn để có thể tiếp tục bài học nhé bây giờ cô mời tất cả các bạn hãy cùng lắng tai à, nghe một bài hát chung với cô nhé bé cha vui cả ngày, một vài tiếng khóc mẹ lo hàng đêm, thầm cầu mong cho con sẽ an lành, gìn thanh sinh thành một đời yêu thương, một vòng tay. tiếp tục tiết học ngày hôm nay thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc lại bài tập đọc ngôi nhà một lần nữa nhưng để thay đổi không khí thì bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau thi đọc nhé các bạn sẽ là chú bé mặc áo màu xanh cô sẽ là chú bé mặc áo màu đỏ bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau thi đua đọc xem ai đọc trơn nhanh phát âm đúng và chuẩn nhé các bạn bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau thi nha Rồi các bạn quan sát lên trên màn hình, đây là chính là bài thơ Ngôi nhà. Bây giờ cô và các bạn sẽ sẽ cùng nhau à, đọc thi bài Ngôi nhà này nhé. Xem may đọc diễn cảm nào nhắc nghỉ hơi của từng câu thơ à, thật là chính xác thì một chút vòng hoa sẽ thuộc về người đó. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau thi nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc Ngôi nhà em yêu nhà em hàng xoan trước ngõ. Hoa sao xuyến nở như mây từng chùm Em yêu tiếng chim đầu hồi lạnh lót Mái vàng thơm phức rạ đầy sân phơi Em yêu ngôi nhà gỗ tre mộc mạc như yêu đất nước Bốn mùa chim ca tô hà sau khi quan sát xong phần thi đọc thì cô thấy là cả cô và tất cả các bạn à, đọc bài rất là tốt nào cô thấy các bạn cũng đọc bài to rõ chính xác ngắt nghỉ hơi cũng như là diễn cảm rất là tốt à, đọc còn hay hơn cả cô nữa vậy thì và còn như thế sẽ thuộc về cả các bạn cũng như là thuộc về thuộc về cô nhé cô có lời khen tất cả các bạn vậy thì sau cái phần trò chơi thi đọc giữa cô và các bạn thì cô và các bạn đã cùng nhau đọc lại bài thơ ngôi nhà một lần nữa rồi vậy thì chắc hẳn rằng cô nghĩ là các bạn đã nắm được nội dung bài thì bây giờ à, cô có một cái câu hỏi dành cho các bạn các bạn có thể nhớ lại những câu thơ mà mình đọc và cho cô biết ở ngôi nhà mình thì bạn nhỏ trong bài đã nhìn thấy được gì nghe thấy gì cũng như là ngửi thấy gì à đúng rồi ở ngôi nhà mình bạn nhỏ đã nhìn thấy hàng xoan nở hoa từng chùm à bạn đã nghe thấy được tiếng chim hót lạnh lót à, và bạn đã ngửi thấy mùi thơm à, của mái nhà lợp bằng rạ rất là tốt cô có lời khen tất cả các bạn cô nhắc lại một lần nữa ở ngôi nhà mình thì bạn nhỏ đã nhìn thấy hàng xoan nở hoa từng chùm và nghe thấy tiếng chim hót lạnh lót cũng như là ngửi thấy mùi thơm của mái nhà lợp bằng rạ. Các bạn trả lời rất là tốt, cô có lời khen tất cả các bạn nhé. Tiếp tục thì cô lại có một câu hỏi dành cho các bạn, đó chính là các bạn hãy đọc lại những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà gắn liền với tình yêu đất nước. Thì các bạn hãy nhớ lại trong bài thơ Ngôi nhà thì chúng ta thấy là có có ba ba khổ thơ. Vậy thì những câu thơ nào trong ba khổ thơ đó nói về tình yêu ngôi nhà gắn liền với tình yêu đất nước nè các bạn? Đúng rồi, đó chính là bốn câu thơ ở khổ thơ thứ ba Em yêu ngôi nhà, gỗ ốc tre, mộc mạc, như yêu đất nước, bốn mùa chim ca Rất là chính xác Cô có lời khen tất cả các bạn. Nãy giờ các bạn giơ tay nghe cô giảng bài cũng như là chăm chú đọc bài thơ ngôi nhà và trả lời rất là tốt. Cô có lời khen tất cả các bạn. Sau tiết học bài thơ ngôi nhà ngày hôm nay thì cô muốn các bạn sẽ đọc lại bài thơ tập đọc ngôi nhà và chuẩn bị bài sau đó chính là bài quà của bố và yêu cầu phía sau bài tập đọc và ngôi nhà ngày hôm nay là các bạn sẽ học thuộc lòng một khổ thơ mà các bạn thích trong ba khổ thơ trong bài bạn nào giỏi nữa hoặc là bạn nào tất cả bài thơ thì các bạn cũng có thể học thuộc lòng cả ba khổ thơ cũng được nhé tiết học tập đọc bài thơ ngôi nhà đến đây là kết thúc rồi cô chào tạm biệt các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau